Các em và các bạn thân mến, chúng ta đã làm xong phần shopping 7, đó là phần mua đồ cho category, tức là các hạng mục mà chúng ta đăng bài. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào đây là chúng ta sẽ làm phần controller, có nghĩa là controller và view để nhận hình ảnh và bài vào trong đăng lên trang web. Đó là chúng ta đăng hạng mục sản phẩm. Còn phần sau thì chúng ta sẽ đăng chi tiết sản phẩm. Thì các bạn nhìn vào đây, chúng ta sáng nay với cái bài 7 là chúng ta đã làm xong phần mô đồ của bảng category. Bảng category thì chúng ta đã làm cho nó những phần như là add thêm, rồi tìm kiếm, update, rồi xóa. Đấy, chúng ta đã làm những cái đó. Thì bây giờ chúng ta quay trở về với cái phần trang chính là phần điều khiển controller. Ở đây chúng ta sang phần quản lý manager thì đã hiện lên cái phần là một cái trang view để ra một cái bảng điều khiển. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục ta chuyển sang phần ta đánh local host. Đấy. Thì bây giờ ta sign in là cái người người quản lý trang ấy. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Giả sử ở đây tôi đăng nhập đấy, ra đây ta sẽ đăng sản phẩm vào chỗ nút này, các bạn nhớ nhé. Thế bây giờ để đăng sản phẩm vào đây thì nó phải gọi được controller đăng sản phẩm ra, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta vào chỗ phần shopping, chỗ phần đây chúng ta tạo một cái thư mục trong shopping, đó là ta tạo một cái là đăng sản phẩm. Ta chọn một cái directory để chúng ta đăng sản phẩm. Ta đăng đăng sản phẩm. Đấy, đây là thư mục đăng sản phẩm. Trong thư mục đăng sản phẩm này ta tạo một cái lớp có tên là đăng sản phẩm controller. Các bạn có thể đánh tên thế nào được nhá, tên chữ hoa đầu tiên đấy, tên chữ hoa đầu tiên. Ở đây thì chúng ta cho phần app, chúng ta ghi controller, rồi tiếp theo là chúng ta đăng sản phẩm. Đây là không gian làm việc nhá, để nó là tại sao người ta gọi là không gian làm việc thì không gian namespace ấy, là để phân biệt là không gian có những lớp trùng tên nhưng mà khác không gian thì nó vẫn coi là khác nhau. Đấy, để chúng ta làm cái được cái việc như thế, chúng ta gọi là đăng sản phẩm ở đây, chúng ta nhấp OK. Đấy, thì chúng ta đã có một cái namespace đây. Đấy. Đấy. Thế thì ở đây các bạn sẽ copy cái phần sử dụng này lên trên. Ta cho nó vào đây. Và ở đây đăng sản phẩm extend. Chúng ta chọn base controller để nó kế thừa các thuộc tính mà base controller đã có. Đấy. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm cái công việc là đăng sản phẩm lên. Rồi trong phần đăng sản phẩm này thì các bạn khai báo thêm cho tôi những các thuộc tính khác nữa để chúng ta có thể đăng lên được. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng như sau, use use nhé, coordinator, coordinator. Rồi chúng ta tiếp tục đến không gian HTTP, rồi chúng ta vào trong lớp của nó gồm có file, rồi chúng ta chọn upload, upload file. Đó. Tiếp theo để chúng ta đăng cái hình ảnh mà, cho nên chúng ta phải cần một cái HTTP file upload file file, đúng không? Chúng ta lại tiếp tục coordinate
HTTP. Chúng ta chọn File. Rồi chúng ta chọn Upload File Interface. Đấy. Khi nó ra được như này rồi thì chúng ta sẽ dùng. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng cả thời gian nữa. Use. Rồi Coordinate. Rồi chúng ta sử dụng tiếp là I18. Rồi. Rồi chúng ta sử dụng tiếp là Time. Thời gian. Đấy. Phần nữa là chúng ta sử dụng một thư viện nữa. Coordinate. Rồi chúng ta sử dụng tiếp cho tôi là CLI. Và CLI. À, đây là những cái thư viện cần thiết để chúng ta có thể sử dụng cho nó. Thế các bạn nhìn thấy chỗ nào được bôi trắng thì có nghĩa là đã được sử dụng rồi. Chỗ nào mà đang mờ như này là chưa được sử dụng. Đúng không? Rồi bây giờ các bạn làm cái lớp này thì chúng ta bây giờ đăng sản phẩm thì chúng ta chọn các biến protect là biến bảo vệ trong lớp, chỉ những lớp nó và lớp kế thừa được truy xuất. Ta chọn valid. Valider. Đấy, chúng ta chọn valid thôi. Và đó. Rồi tiếp theo chúng ta chọn là section. Chúng ta viết tắt đi để cho nó phải lẫn với biến bên trong. Rồi chúng ta tiếp tục ấy cho tôi là model. Protect. Rồi chúng ta ghi là ở đây là category nhá. Đấy, lập trình nó dễ đơn giản này thôi các bạn ạ. Cái này là truy xuất vào trong gì? Vào trong ở trong đây. Trong module chỗ này. Đấy. Rồi tiếp theo là vân vân, thôi ta để dùng đến đó, ta dùng đến đấy. Bây giờ chúng ta chọn một cái public function. Chúng ta chọn contract. À, chúng ta chọn contract. Thì ở đây chúng ta sử dụng là parent contract. Thôi chúng ta không cần ở cái parent ở kia rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng biến this valid. Valid của chúng ta là bằng config. Tiếp theo các bạn chọn service. Rồi các bạn chọn validation. Đấy. Validation. Đấy, chúng ta chọn được cái này nhá. À, rồi chúng ta khởi tạo tiếp là biến section để biến đăng nhập cái người ấy. Access bằng config service
section. Rồi chúng ta tiếp tục khởi tạo zip session start. Đây. Chúng ta làm như phần trong phần sign. Đó. Cho như phần sign thì chúng ta kế thừa rồi thì ở đây chúng ta cũng valid như thế. Trong cái này đăng sản phẩm thì chúng ta chọn như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng helper. Rồi, các bạn chọn URL form. Máy tôi nó hơi chậm một chút. Đây các bạn đến đây rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái model là category. Rồi chúng ta tiếp tục zip category point bằng new, khởi tạo trở về cái lớp có tên là category model. Đấy. Các bạn chú ý nhé, trở về là lớp category model. Rồi chúng ta chọn là new category model. Đấy. Đây là chúng ta đã xong cái phần này. Bây giờ chúng ta thêm cái phần thêm. Để hàm con chắc rồi. Ta public function add category. Đây chúng ta ghi cho tôi ở đây là hàm thêm sản phẩm. Hàm thêm danh sách sản phẩm. Đó, hàm thêm danh sách sản phẩm này. Hàm hiện sản phẩm nữa. Hàm hiện hiện ra cái form. Chúng ta chú ý nhá. Thêm vào này rồi hiện ra này. Rồi đến đây chúng ta thêm một cái hàm nữa trên phía trên này.
chúng ta ghi là show form. Show form nhập. Chúng ta phải đưa vào trong này. Thế vậy thì để nó hiện ra show form này thì các bạn phải tạo một cái form, và sau đó thì chúng ta sẽ ghi nhập vào, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi phải làm xây dựng cái đấy. Thì các bạn vào trong cái chỗ phần manager. Đó, phần manager nhá. Chúng ta đưa lên cái phần đăng sản phẩm. Ở đây chúng ta cho một cái thẻ A. Đó. Thẻ A này thì chúng ta sẽ lấy nó ở đâu? Chúng ta sẽ ghi vào bằng hỏi chấm bằng. Bây user này. Nối với cái là ra đăng sản phẩm thì các bạn vào đây. Các bạn vào phần đăng sản phẩm controller đây nhá. Các bạn thấy cái file đấy nó là show category, vậy thì chúng ta phải trỏ cái đường dẫn đường. Chúng ta lấy là app. Chúng ta ghi là show form. Show form category. Chỗ này chúng ta ghi là đăng sản phẩm. Đăng sản phẩm. Đăng sản phẩm controller. Đấy. Rồi đến tiếp tục là chỗ này. Copy chỗ này. Đây. Show form category nhé. Chúng ta chọn chỗ này cho tôi. Đấy. Rồi ok, đến phần ta đã xong chỗ này thì ta quay trở về chỗ chỗ đây. Chỗ này chúng ta chỉ cần nối cho đây vào thôi. Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Echo show form category show form input category. Rồi bây giờ chúng ta bật này lên. À, chúng ta xuống đây kiểm tra lại một lần nữa.
cho cái này vào đây. Rồi chúng ta bật cái này lên. So from category find not found. Để chúng ta xem lại. Shopping ở đây là không gian đăng sản phẩm thì nó phải là ta thay lại cái này là đăng sản phẩm đấy. Rồi đây chữ hiện ra đây. Đây ok rồi. Ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ làm một cái form đặt nó vào đây để cho nó show hiện ra. Đấy, thì các bạn tạm thời chúng ta vào bút chat. Chúng ta chọn chúng ta search ở đây là form. Phòng còn này rất nhiều, chúng ta có thể lấy cái chỗ nào cũng được, nhưng mà bây giờ chúng ta không dùng cái này, chúng ta có thể dùng cái khác. Chúng ta chạy cái đây lên để chúng ta lấy form. Máy nó hơi chậm một tí. Chúng ta chọn một cái. Đây chúng ta đang xây dựng là front end nhé. Xây dựng front end. Rồi chúng ta chọn một cái là theme. Ở đây chúng ta chọn input. Input file
án này đi. Đây chúng ta chọn tiếp là đây có sẵn. Nó chạy cái này lên đánh tiếng Việt. Này chúng ta xóa đi. Cái này là sắp nhất. Select. Chúng ta chọn ảnh cho nó đúng không? Rồi chúng ta đây như này là upload. Upload information about product thì các bạn chọn này nhé. Các bạn đây chọn đây là upload. Đó. Upload information about product gồm có bài viết, sản phẩm đến đây và save. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thì input export option. Mình chọn. Your design will exported. Sau khi export xong rồi thì các bạn sẽ trở về bên Shopee. Các bạn copy cái này vào trong PC. Các bạn select. Các bạn select cho tôi gem. Select SD doc. Select shopping, chọn tiếp select shopping, select public, các bạn mà để đây, đó, upload kết coi, ok xong vậy là các bạn vào đây. Này nhá. Chúng ta chọn cái này là Hear Me. Bây giờ các bạn cho vào view. Các bạn chỗ phần product rồi, quản lý rồi, shopping rồi. Bây giờ các bạn tạo cái view. Bạn tạo
upload upload category. Rồi bây giờ các bạn cho này lên trên upload, thả nó vào đây. Ok, trong upload category các bạn save as, các bạn đặt tên là OK. Bây giờ các bạn bạn tạo như này cho tôi nhé, upload cái gói chỗ này các bạn cũng tạo cho tôi một cái CSS rồi. Chúng ta làm cho nó các đường link về form chữ rồi CSS Java. Đây cái đường link này của Google thì kệ nó thôi, các bạn cho nó vào đây nữa. Chúng ta Phoenix là ta xong xong cái form này, xem nào còn chỗ nào nó có báo nó hết rồi đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta lên controller sản phẩm này, các bạn thay cái này xóa đi, eco view. Chúng ta sẽ xuống cái chỗ upload tiếp theo, bên trong upload bây giờ các bạn thử nhìn nhé, chọn cái đấy,
Đây là chọn hình ảnh, các bạn nhớ là để chọn hình ảnh nhé. Rồi chọn hình ảnh này, rồi file này, đấy, vân vân. Còn cái này là trở về các thứ ta sẽ thay sau, các bạn hiểu chưa? Đấy, các bạn có thể đánh tên sản phẩm và xếp vào. Bây giờ chúng ta sẽ thay trong đây. Nên các bạn cho bằng image nhé, file. Các bạn view cái này lên. Chúng ta đi được nửa đường rồi. Còn phần còn lại là chỉnh sửa form sao cho nó hợp lý thôi. Rồi upload. Bạn vào shopping, bạn vào trong category. Đấy, category name này, image này. Ok chưa? Category name, image. Đấy, bây giờ chúng ta cho cái này nhá. Rồi cái này đến này là submit, submit rồi, submit ok xong. Thế còn trên đây chúng ta ghi form, form thì chúng ta ghi là tốt. Để cái này đây nhá. Đấy, bây giờ chúng ta vào đăng sản phẩm thì ghi phần as category đây. Đấy, nó sẽ ghi vào copy, chúng ta vào đây. Ok, tức là nó si hành động của nó ấn vào chỗ submit, submit
thì nó sẽ gọi ra cho chúng ta là Ask Category ở trong controller đây. Đó, gọi đây. Chúng ta ghi như thế này, Echo Check. Function. Chúng ta chọn lên đây. Chọn tên này. Ví dụ thế đây, Chase Coin Function hiện ra. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần lập trình cho bạn này thôi, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ add cái đấy vào. Thế thì cái bài đến đây là chúng ta sẽ kết thúc, thì chúng ta sẽ cho vào, đúng không? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đây cái này rồi, chúng ta sẽ ghi như sau: if mở ra zip vào nick nhé. If valid name in net. Các bạn nghĩa là nó phải được nhập chống là không nhận. Chưa nhập nội dung thì nó lại phải ghi về. Xong bây giờ chúng ta sẽ get file. Nha, chúng ta chọn là nếu mà tên không đúng yêu cầu thì content not empty, đúng không? Đấy. Not empty. Và chỗ này chúng ta lại echo ra.
Nếu không thì ta sẽ là đặt tên như sau. File bằng request. Yes. Fine. File name bằng file get name path, tức là đường dẫn để ở nó lưu ở trong server. Path bằng upload, upload nhé. Nên là kết thôi. Đấy, các bạn làm như thế cho tôi. Tiếp theo if mở ra file name và tên file if file name khác rỗng. If file name khác rộng à, bây giờ mình sẽ làm này. If file vanish if file vanish và tức là nếu file đúng và file have moved. File này tên file if file name nếu file name mà khác rỗng thì full path đường dẫn đầy đủ sẽ bằng path cộng nối với
tên file. File name. Nếu không full path bằng null. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống phía dưới public chỗ của chúng ta. Chúng ta chuyển xuống public nhé. Manager folder public upload. Public thì chúng ta chọn một cái file. Đó. Chúng ta ghi là upload. Nó sẽ ảnh nó sẽ vào đây. Content nó sẽ include tất cả các ảnh của các em vào đây. Đấy. Ok, và đến bây giờ là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lấy data. Bây giờ chúng ta sẽ là ảnh của chúng ta là image. Chúng ta sẽ bằng full. Tiếp tục tiếp tục thứ hai là kết nối ta ghi ở trên này là kết body name, chúng ta ghi là zip. Máy nó chậm quá cho các bạn thông cảm.
có một cái này. Đó. Và bây giờ là zip file. Đã ghi xong, chúng ta ghi lại echo Phoenix. Rồi bây giờ chúng ta thử nhé. Đang bị lỗi chỗ nào đấy? Rồi các bạn cứ làm đến đây đã. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là chúng ta đặt tên có đúng chưa. Thế bây giờ nhé, các bạn nhìn thấy này, mình tạo một cái thư mục upload ở public, sau public là category. Đấy, đây là đường dẫn để cho cái ảnh nó chạy vào. Còn cái file mà mình lấy ở request red file này, xong mình lấy tên file này bằng tên file ở đây này, thì tên file này mình sử dụng cho cái biến mà nó được chứa trong cái database, tức là cái hình ảnh này, image này, nó sẽ bằng đường dẫn cộng với tên file. Đấy, đưa vào bên trong. Đấy, các bạn shopping này, cái gọi đi mình thử từ được mấy bản ghi rồi, để ta phá đi nhé. Rồi và ta cứ coi như là phá hết đi. Phải nhập lại. Đây là ta đang làm phần thô đúng không? Gồm có ID này, ID đang tăng tự động nhé. Category name là tên của sản phẩm, còn image là tên của hình ảnh. Thế bây giờ mình đã được như này rồi, mình ghi chữ là Eco Phoenix Input Item. Đấy. Thì làm mình thử xem là đỡ được chưa. Sau đó thì mình sẽ làm một cái CMS để ta quản lý cái sản phẩm này. Rồi ok. Bây giờ ta chủ yếu là ta phải input được ảnh hình ảnh và cái đặc tả mô tả của sản phẩm, tức là cái category name. Ok, bây giờ mình chạy thử nhé. Rồi bây giờ muốn thế thì mình download một cái sản phẩm là xe máy ở trên mạng. Cái máy tính. Máy tính ta chọn một cái hình ảnh tốt nhé. Thử. Ta thử thôi. Máy tính để bàn vân vân rất là nhiều. Chọn công cụ, ta chọn kích thước lớn một tí. Đó. Chọn kích thước như là máy tính, ta cho cái này về đây. Trên đây rất nhiều loại máy tính của mọi người, mình sẽ đao thử một cái về để chúng ta cho vào. Đó. Lưu hình ảnh.
Thì mình đặt trên đây là một cái tên, à một cái thư mục. Mình đặt là thư mục. Còn bạn nào mà nhớ mã thì dừng video lại, các bạn có thể lập trình được cái mã của mình. Đấy. Chọn new folder, tôi gọi là sản phẩm bán hàng. Vào đây. Một cái này. Ta lưu tạm nhá, để người ta bán hàng này. Ta lưu tạm thôi, chứ không ai lấy của họ đúng không? Lưu tạm để chúng ta có thể nhớ. Xong ba cái rồi, rồi ta chạy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn đây, đăng sản phẩm này. Khi nhấp vào đây nó ra một cái đây, tí nữa ta sẽ làm một cái bảng dưới đây. Còn trên này là chúng ta chọn thì chọn một cái tên, không chọn ảnh cô dâu áo cưới nữa, ta chọn là A sản phẩm đây. Đấy, đặt tên của nó dài, ta có thể chọn lại được. Ta chọn là máy tính 1, username máy 1. Đấy. Sách tay 1. Rồi ok, để bàn 1. Các bạn, đây là mình thử thôi, không vấn đề gì cả. Mình chọn máy 1 này. Sản phẩm là máy đồng bộ. Ta có thể đánh tiếng Việt cũng được, ta nhấn bỏ này xuống và đánh tiếng Việt vào đây nhé. Đấy. Ta chạy lên, ta ghi là máy tính Dell đồng bộ. Cái này chưa ghi giá đâu nhá, đây là cái phần đại diện thôi. Dell đồng bộ này. Đấy. Các bạn có thể ghi đại diện cho nó, ta ghi vào đây Phoenix iPod item. Rồi bây giờ chúng ta từ cái câu đấy nó ở đây, như vậy thì cái đoạn code mà từ đây đến đây nó đã nhận rồi. Đấy, các bạn nhìn nhá, nếu mà nó không rỗng ở cái phần mô tả là sản phẩm gì thì nó sẽ làm này, zip bằng zip sequence get file image này, tên file thì bằng file, mình đặt là file get name này, path thì bằng upload này, image này là ở trong form mà chúng ta tạo ở phần dùng rainbow ấy, à dùng một cái studio đấy, bootstrap studio. Thì cái này là cái trường trường ảnh và lấy ra, còn file upload thì tôi đã tạo thư mục ở đây. Nó đã chạy vào là máy một ở đây các bạn ơi, đây này. Đấy, thì mình đặt một thư mục này là luôn luôn cho cái category, xong mình có thể đặt nhiều cái mục khác bên trong của upload, ví dụ như là chi tiết này vân vân, hình ảnh quản lý khách hàng. Thế thì lúc đó này chúng ta sẽ sử dụng là nếu file mà even file là đúng nhá, nếu file đúng và file đã được chuyển và file phải được chuyển thì chúng ta chuyển về đường dẫn. Đấy, chuyển bằng move path, path là cái đây. Còn tiếp tục này, nếu file khác rỗng thì chúng ta lấy là tên file mà khác rỗng, tên file bằng đây thì bằng đường dẫn là cái đoạn này cộng với tên file, còn nếu không thì đường dẫn đầy đủ bằng không, bằng null. Và tôi đã cho cái trường của data để truyền vào cho cái model add category data đấy. Đây ở cái phần mà chúng ta vừa lập trình vừa xong này. Đó. Cái hàm gọi là add category này. Đây. Đó. À đây là thêm thêm đại diện sản phẩm.
quên tên môn học. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy nhé. Mình gọi nó ra ở trong trong phần đăng đây. Đó. Và cuối cùng là như này. Cái này vẫn chưa hết đâu, ta còn phải đưa nó về một cái redirect nữa, đưa về một cái form để chúng ta có được, đúng không? Rồi, cho bây giờ là chúng ta đã thấy là có một cái sản phẩm được đưa lên, ta thử. Và ta đưa thử một cái thứ hai nhé, các bạn nhìn nhé. Đó, chọn cái thứ hai, máy xách tay, mình ghi là xách tay đồng bộ. Xong rồi bây giờ ta xem có mấy upload xem chúng ta sẽ có mấy sản phẩm. À, sách tay đây, hai cái này được upload lên cái thư mục này, và trên cơ sở database dữ liệu của chúng ta xem, ta sẽ refresh cái này em một. Đây các bạn nhìn thấy không? Các bạn ghi trước, tôi thử tôi xóa đi, thì trong phần này chúng ta đã nhìn thấy là đấy, một cái là lưu tên đường dẫn, upload sách tay máy 1 đấy, và nó cũng tương ứng cho chúng ta ở trong thư thư mục, tương ứng cho chúng ta trong thư mục. Vậy thì cái việc mà upload hình ảnh và upload file của chúng ta là ngon rồi, bây giờ chúng ta chỉ có làm những cái công việc như là quản lý nó, xóa sửa. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa sửa. Video 89 thì nó liền nhau, 89 thì các bạn chú ý cái phần phần thêm này nha, chủ yếu nó phần thêm ảnh thôi, còn phần mà thêm chỗ này này, get và get body name thì cái này là giống như ở cái phần đăng nhập thôi, cũng tên người dùng như vậy. Đấy, và chúng ta đã được đến đây rồi, là một cái thành công, đúng không các bạn? Bây giờ video tôi sẽ đăng lên để cho các bạn. Các bạn nhớ subscribe cho tôi nhé, đăng ký và like cho tôi. Các em và các bạn thân mến, chúng ta đã làm xong phần shopping 7. Đó là phần mô đồ cho category, tức là các hạng mục mà chúng ta đăng bài. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào đây là chúng ta sẽ làm phần controller, có nghĩa là controller và view để nhận hình ảnh và bài vào trong đăng lên trang web. Đó là chúng ta đăng hạng mục sản phẩm. Còn phần sau thì chúng ta sẽ đăng chi tiết sản phẩm. Thì các bạn nhìn vào đây, chúng ta sáng nay với cái bài 7 là chúng ta đã làm xong phần model của bảng category. Ở bảng category thì chúng ta đã làm cho nó những phần như là add thêm, rồi tìm kiếm, update, rồi xóa. Đấy, chúng ta đã làm những cái đó. Thì bây giờ chúng ta quay trở về với cái phần trang chính là phần điều khiển controller. Ở đây chúng ta sang phần quản lý manager thì đã hiện lên cái phần là một cái trang view để ra một cái bảng điều khiển. Thì ở đây chúng ta sẽ tiếp tục ta chuyển sang phần ta đánh localhost. Đấy. Thì bây giờ ta sign in là cái người người quản lý trang ấy. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Giả sử ở đây tôi đăng nhập. Đấy, ra đây ta sẽ đăng sản phẩm vào chỗ nút này. Các bạn nhớ nhé. Thế bây giờ để đăng sản phẩm vào đây thì nó phải gọi được controller đăng sản phẩm ra, đúng không? Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta vào chỗ phần shopping, chỗ phần đây. Chúng ta tạo một cái thư mục trong shopping. Đó là ta tạo một cái là đăng sản phẩm. Ta chọn một cái directory để chúng ta đăng sản phẩm. Ta đăng sản phẩm. Đấy, đây là thư mục đăng sản phẩm.
trong thư mục ăn sản phẩm này đã tạo một cái lớp có tên là đăng sản phẩm controller. Các bạn có thể đánh tên thế nào được nhá, tên chữ hoa đầu tiên đấy, tên chữ hoa đầu tiên. Ở đây thì chúng ta cho phần app, chúng ta ghi controller, rồi tiếp theo là chúng ta đăng sản phẩm. Đây là không gian làm việc nhé, để nó là tại sao người ta gọi không gian làm việc, vì không gian namespace ấy, là để phân biệt là không gian có những lớp trùng tên nhưng mà khác không gian thì nó vẫn coi là khác nhau. Đấy, để chúng ta làm được cái việc như thế, chúng ta gọi là đăng sản phẩm ở đây, chúng ta nhấp OK. Đấy, thì chúng ta đã có một cái namespace đây. Đấy. Đấy. Thế thì ở đây các bạn sẽ copy cái phần sử dụng này lên trên. Ta cho nó vào đây. Và ở đây đăng sản phẩm extend, chúng ta chọn base controller để nó kế thừa các thuộc tính mà base controller đã có. Đấy. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm cái công việc là đăng sản phẩm lên. Rồi trong phần đăng sản phẩm này thì các bạn khai báo thêm cho tôi những các thuộc tính khác nữa để chúng ta có thể đăng lên được. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng như sau, use use nhé, coordinator. Rồi chúng ta tiếp tục đến không gian HTTP, rồi chúng ta vào trong lớp của nó gồm có file, rồi chúng ta chọn upload file. Đó. Tiếp theo để chúng ta đăng cái hình ảnh mà, cho nên chúng ta phải cần một cái HTTP file upload file file, đúng không? Chúng ta lại tiếp tục coordinate HTTP, chúng ta chọn file, rồi chúng ta chọn upload file interface. Đấy. Khi nó ra được như này rồi thì chúng ta sẽ dùng, rồi chúng ta cũng có thể sử dụng cả thời gian nữa, use rồi coordinate, rồi chúng ta sử dụng tiếp là i18, rồi chúng ta sử dụng tiếp là time, thời gian. Đấy. Phần nữa là chúng ta sử dụng một thư viện nữa, coordinate. Rồi chúng ta sử dụng tiếp cho tôi là CLI và CLI. À, đây là những cái thư viện cần thiết để chúng ta có thể sử dụng cho nó. Thế các bạn nhìn thấy chỗ nào mà được bôi trắng thì có nghĩa là đã được sử dụng rồi. Chỗ nào mà đang mờ như này là chưa được sử dụng, đúng không? Rồi bây giờ các bạn làm cái lớp này thì chúng ta bây giờ đăng sản phẩm thì chúng ta chọn các biến protect là biến bảo vệ trong lớp, chỉ những lớp nó và lớp kế thừa được truy xuất. Chúng ta chọn valid. Valider. Đây chúng ta chọn valid thôi. Và rồi tiếp theo chúng ta chọn là section.
chúng ta viết tắt đi để cho nó hòa lẫn với biến bên trong. Rồi chúng ta tiếp tục ấy cho tôi là model. Protect. Rồi chúng ta ghi là ở đây là category nhá. Đấy, lập trình nó dễ đơn giản này thôi các bạn ạ. Cái này là truy xuất vào trong gì? Vào trong ở trong đây. Trong module chỗ này. Đấy. Rồi tiếp theo là vân vân, thôi ta để dùng thế nào ta dùng thế này. Bây giờ chúng ta chọn một cái public function. Chúng ta chọn contract. Chúng ta chọn contract. Thì ở đây chúng ta sử dụng là parent contract. Contract. Thôi chúng ta không cần nó vì parent ở kia rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng biến this valid. Valid của chúng ta là tên. Bằng config. Tiếp theo các bạn chọn service. Rồi các bạn chọn validation. Đấy. Validation này chúng ta chọn được cái này nhá. Rồi chúng ta khởi tạo tiếp là biến section để biến đăng nhập cái người ấy. Bằng config service section. Rồi chúng ta tiếp tục khởi tạo zip session start. Đây. Chúng ta làm như phần trong phần sign. Đó. Cho như phần sign vì chúng ta kế thừa rồi thì ở đây chúng ta cũng valid như thế. Trong cái này đăng sản phẩm thì chúng ta chọn như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng helper. Rồi, các bạn chọn URL form. Máy tôi nó hơi chậm một chút. Đây các bạn đến đây rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái model là category. Rồi chúng ta tiếp tục zip category point bằng new. Khởi tạo trở về cái lớp có tên là category model. Đấy. Các bạn chú ý nhé. Trở về là lớp category model. Rồi chúng ta chọn là new category model. Đấy. Đây là chúng ta đã xong cái phần này. Bây giờ chúng ta thêm cái phần thêm để hàm con chắc rồi. Ta public function app category.
Đây chúng ta ghi cho tôi ở đây là hàm thêm sản phẩm, hàm thêm danh sách sản phẩm. Đó, hàm thêm danh sách sản phẩm này, hàm hiện sản phẩm nữa, hàm hiện hiện ra cái form. Chúng ta chú ý nhé, thêm vào này rồi hiện ra này. Rồi đến đây chúng ta thêm một cái hàm nữa trên phía trên này. Chúng ta ghi là show form. Form nhập chúng ta phải đưa vào trong này. Thế vậy thì để nó hiện ra show form này thì các bạn phải tạo một cái form, và sau đó thì chúng ta sẽ ghi nhập vào, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi phải làm xây dựng cái đấy. Thì các bạn vào trong cái chỗ phần manager. Đó, phần manager nhá. Chúng ta đưa lên cái phần đăng sản phẩm. Ở đây chúng ta cho một cái thẻ A. Thẻ A này thì chúng ta sẽ lấy nó ở đâu? Chúng ta sẽ ghi vào bằng hỏi chấm bằng bay user. Nối với cái là ra đăng sản phẩm thì các bạn vào đây, các bạn vào phần đăng sản phẩm controller đây nhá. Các bạn thấy cái file đấy nó là show category, vậy thì chúng ta phải chọn cái đường dẫn đường. Chúng
chúng ta lấy là app. Chúng ta ghi là show form. Show form category. Chỗ này chúng ta ghi là đăng sản phẩm. Đăng sản phẩm. Đăng sản phẩm controller. Đấy. Rồi đến tiếp tục là chỗ này. Copy chỗ này. Đây. Show form category nhá. Chúng ta chọn chỗ này cho tôi. Đấy. Rồi ok, đến phần ta đã xong chỗ này thì ta quay trở về chỗ chỗ đây. Chỗ này chúng ta chỉ cần nối chỗ đây vào thôi. Đây. Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Echo show form category form input category. Rồi bây giờ chúng ta bật này lên. À, chúng ta xuống đây kiểm tra lại một lần nữa. Cho cái này vào đây. Và chúng ta bật cái lên. So form category find not found. Đó. Để chúng ta xem lại. Shopping ở đây là không gian đăng sản phẩm thì nó phải là ta thay lại cái này là đăng sản phẩm. Đấy. Rồi đây chữ hiện ra đây. Đây ok rồi. Đấy. Ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ làm một cái form đặt nó vào đây để cho nó show hiện ra. Đấy, thì các bạn tạm thời chúng ta vào Bootchart.
ta chọn chúng ta search ở đây là form. Đấy, form của này rất nhiều, chúng ta có thể lấy cái chỗ nào cũng được, nhưng mà bây giờ chúng ta không dùng cái này, chúng ta có thể dùng cái khác. Chúng ta chạy cái đây lên để chúng ta lấy form. Máy nó hơi chậm một tí. Chúng ta chọn một cái. Đây chúng ta đang xây dựng là front end nhé, xây dựng front end. Rồi chúng ta chọn một cái là theme. Ở đây chúng ta chọn input. Input fail phải input. Xong rồi chúng ta xóa này đi. Đây chúng ta chọn tiếp là đây có sẵn. Chúng ta chạy cái này lên đánh đúng việc. Này chúng ta sáng đi. Submit. Select in
chúng ta chọn ảnh cho nó, đúng không? Rồi chúng ta đây như này là upload. Upload information about product, các bạn chọn này nhé. Các bạn đây chọn này là upload. Đó. Upload information about product gồm có bài viết, sản phẩm tính đây và save. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến input export option. Mình chọn. Your design will exported. Sau khi export xong rồi thì các bạn sẽ trở về bên Shopee. Các bạn copy cái này vào trong PC. Các bạn select cho tôi gem, select SD doc. Select shopping, chọn tiếp select shopping, select public, các bạn mà để đây hết upload kết quả. Ok xong, bây giờ các bạn vào đây. Chúng ta chọn cái này là Hear Me. Bây giờ các bạn cho vào view. Các bạn chỗ phần product rồi, quản lý rồi, shopping rồi. Bây giờ các bạn tạo cái view. Bạn tạo là upload category. Rồi bây giờ các bạn cho này lên trên upload, thả nó vào đây. Ok trong upload category các bạn save as, các bạn đặt tên là ok. Bây giờ các bạn là bạn tạo như này cho tôi nhé, upload cái gói chỗ này các bạn cũng tạo cho tôi một cái sẽ add rồi.
chúng ta làm cho nó các đường link về font chữ rồi CSS, Java, đây cái đường link này của Google thì kệ nó thôi. Các bạn cho nó vào đây nữa. Phoenix là ta xong xong cái form này xem nào còn chỗ nào nó báo nó hết rồi đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta lên controller sản phẩm này các bạn. Ê, thay cái này xóa đi, eco view. Chúng ta sẽ xuống cái chỗ upload. Tiếp theo bên trong upload bây giờ các bạn thử nhìn nhé. Đấy, đây là chọn hình ảnh, các bạn nhớ là để chọn hình ảnh nhé. Rồi chọn hình ảnh này. Rồi file này. Đấy, vân vân. Còn cái này là trở về các thứ ta sẽ thay sau, các bạn hiểu chưa? À, các bạn có thể đánh tên được sản phẩm và xếp vào. Bây giờ chúng ta sẽ thay trong đây. Nên các bạn cho bằng image nhé, file. Các bạn view cái này lên. Chúng ta đi được nửa đường rồi. Còn phần còn lại là chỉnh sửa form sao cho nó hợp lý thôi. Rồi upload. Bạn vào shopping. Bạn vào trong category. Đấy, category name này, image này. Ok chưa? Category name, image. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta cho
cái này nhá. Rồi cái này đến này là submit. Submit rồi. Submit ok. Xong. Thế còn trên đây chúng ta ghi form. Form thì chúng ta ghi là để cái này đây nhá. Đấy, bây giờ chúng ta vào đăng sản phẩm thì ghi phần ask category đây. Đấy, nó sẽ ghi vào copy chúng ta vào đây. Okay. Tức là nó si hành động của nó ấn vào chỗ submit. Submit thì nó sẽ gọi ra cho chúng ta là ask category ở trong controller đây. Đó, gọi đây. Chúng ta ghi như thế này, echo check. Function. Đó. Chúng ta chọn lên đây. Đó, chọn tên này. Ví dụ thế đây, check call function đã hiện ra. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần lập trình cho bạn này thôi, đúng không? Đó, chúng ta sẽ add cái đấy vào. Thế thì cái bài đến đây là chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ cho vào, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ đây cái này rồi, chúng ta sẽ ghi như sau: if mở hoặc ra zip vào nick nhé. Đấy. If valid name image. Đó. Chúng ta cho đây.
các bạn, nghĩa là nó phải được nhập chống là không nhận. Chưa nhập nội dung thì nó lại phải quy về. Xong bây giờ chúng ta sẽ get file. Chúng nha, chúng ta chọn là nếu mà tên không đúng yêu cầu thì content not empty, đúng không? Đấy. Not empty. Và chỗ này chúng ta lại echo ra. Nếu không thì ta sẽ là đặt tên như sau. File bằng request get file. File name bằng file get name. Tức là đường dẫn để ở nó lưu ở trong server. Path bằng upload. Upload nhé. Đây là kết thôi. Đấy, các bạn làm như thế cho tôi. Tiếp theo if mở ra file name và tên file. If file name khác rỗng. File name khác rộng.
Vanish. Vanish. Và tức là nếu file đúng và file hạt mù thì file file này tên file if file name nếu file name mà khác rỗng thì full path đường dẫn đầy đủ sẽ bằng path cộng nối với tên file name nếu không full path bằng null. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống phía dưới public chỗ của chúng ta. Chúng ta chuyển xuống public nhé. Manager folder public upload. Public thì chúng ta chọn một cái file. Đó. Chúng ta thêm là upload. Nó sẽ ảnh nó sẽ vào đây. Content nó sẽ include tất cả các ảnh của các em vào đây. Đấy. Ok, và đến bây giờ là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lấy data.
Bây giờ chúng ta sẽ làm ảnh của chúng ta là image. Chúng ta sẽ bằng full. Tiếp tục ta ghi ở trên này là kết vô lên, chúng ta ghi là zip. Máy nó chậm quá nha các bạn, thông cảm. Ta có một cái này. Đó. Và bây giờ là zip point. Đã ghi xong, chúng ta ghi lại echo Phoenix. Rồi bây giờ chúng ta thử nhé. Đang bị lỗi chỗ nào đấy. Rồi các bạn cứ làm đến đây đã. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là chúng ta đặt tên có đúng chưa. Thế bây giờ nhé, các bạn nhìn thấy này, mình tạo một cái thư mục upload ở public, sau public là category. Đấy, đây là đường dẫn để cho cái ảnh nó chạy vào. Còn cái file mà mình lấy ở request get file này, xong mình lấy tên file này bằng tên file ở đây này, thì tên file này mình sử dụng cho cái biến mà nó được chứa trong cái database, tức là cái hình ảnh này, image này, nó sẽ bằng đường dẫn cộng với tên file. Đấy, đưa vào bên trong.
Rồi các bạn shopping này, category mình thử từ được mấy bản ghi rồi, để ta phá đi nhé. Rồi và ta cứ coi như là phá hết đi, ta nhập lại. Đây là ta đang làm phần thô đúng không, gồm có ID này, ID đang tăng tự động nhé. Category name là tên của sản phẩm, còn image là tên của hình ảnh. Thế bây giờ mình đã được như này rồi, mình ghi chữ là Eco Phoenix Input Item đấy, thì làm mình thử xem là đã được chưa. Sau đó thì mình sẽ làm một cái CMS để ta quản lý cái sản phẩm này. Rồi ok, bây giờ ta chủ yếu là ta phải input được ảnh hình ảnh và cái đặc tả mô tả của sản phẩm, tức là cái category name. Ok, bây giờ mình chạy thử nhé. Rồi bây giờ muốn thế thì mình download một cái sản phẩm là xe máy ở trên mạng. Máy tính ta chọn một cái hình ảnh tốt nhé, thử ta thử thôi, máy tính để bàn vân vân rất là nhiều. Chọn công cụ, ta chọn kích thước lớn một tí. Đó. Chọn kích thước như là máy tính, ta cho cái này về đây. Trên đây rất nhiều loại máy tính của mọi người, mình sẽ đao thử một cái về để chúng ta cho vào. Đó. Lưu hình này thì mình đặt trên đây là một cái tên, à một cái thư mục, mình đặt là thư mục. Còn bạn nào mà nhớ mã thì dừng video lại, các bạn có thể lập trình được cái mã của mình. Đó. New folder tôi gọi là sản phẩm bán hàng. Tôi cho vào đây. Đó, một cái này. Ta lưu tạm nhé, để người ta bán hàng này, ta lưu tạm thôi chứ không ai lấy của họ đúng không. Lưu tạm để chúng ta có thể nhớ. Xong ba cái rồi, rồi ta chạy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn này. Đây đăng sản phẩm này, khi nhấp vào đây nó ra một cái đây, tí nữa ta sẽ làm một cái bảng dưới đây. Còn trên này là chúng ta chọn thì chọn một cái tên, không chọn ảnh cô dâu áo cưới nữa, ta chọn là A sản phẩm đây. Đấy, đặt tên của nó dài, ta có thể chọn lại được, ta chọn là máy tính một, username máy một. Đó. Sách tay một. Rồi ok, để bàn một. Các bạn, đây là mình thử thôi, không có vấn đề gì cả. Mình chọn máy một này. Sản phẩm là máy đồng bộ. Ta có thể đánh tiếng Việt cũng được, ta bỏ này xuống. Ta đánh tiếng Việt vào đây nhé. Đó. Ta chạy lên. Ta ghi là máy tính Dell đồng bộ. Cái này chưa ghi giá đâu nhá, đây là cái phần đại diện thôi. Dell đồng bộ này. Đó. Các bạn có thể ghi đại diện cho nó, ta ghi bảng
Đây Phoenix, I put item rồi. Bây giờ chúng ta từ cái câu đấy nó ở đây. Như vậy thì cái đoạn code mà từ đây đến đây nó đã nhận rồi. Đấy, các bạn nhìn nhá. Nếu mà nó không rỗng ở cái phần mô tả là sản phẩm gì thì nó sẽ làm này. Zip bằng zip request get file image này. Tên file thì bằng file, mình đặt là file get name này. Path thì bằng upload này. Image này là ở trong form mà chúng ta tạo ở phần dùng Rainbow ấy, à dùng một cái studio đấy, Bootstrap Studio. Thì cái này là cái trường trường ảnh và lấy ra, còn file upload thì tôi đã tạo thư mục ở đây. Nó đã chạy vào là máy một ở đây các bạn ơi. Đây này. Đấy. Thì mình đặt một thư mục này là luôn luôn cho cái category, xong mình có thể đặt nhiều cái mục khác bên trong của upload, ví dụ như là chi tiết này vân vân, hình ảnh quản lý khách hàng. Thế thì lúc đó này chúng ta sẽ sử dụng là nếu file mà event file là đúng nhá, nếu file đúng và file đã được chuyển và file phải được chuyển thì chúng ta chuyển về đường dẫn. Đấy, chuyển bằng move path, path là cái đây. Còn tiếp tục này, nếu file khác rỗng thì chúng ta lấy là tên file mà khác rỗng, tên file bằng đây thì bằng đường dẫn là cái đoạn này cộng với tên file, còn nếu không thì đường dẫn đầy đủ bằng không, bằng null. Và tôi đã cho cái trường của data để truyền vào cho cái model add category data đấy. Đây ở cái phần mà chúng ta vừa lập trình vừa xong này. Đó. Cái hàm gọi là add category này. Đây. Đó. À đây là thêm thêm đại diện sản phẩm. Mình quên thêm môn học. À. Đó, các bạn nhìn thấy nhé, mình gọi nó ra ở trong trong phần đăng đây. Đó. Và cuối cùng là như này, cái này vẫn chưa hết đâu, ta còn phải đưa nó về một cái redirect nữa, đưa về một cái form để chúng ta có được, đúng không? Rồi cho bây giờ là chúng ta đã thấy là có một cái sản phẩm được đưa lên, ta thử. Và ta đưa thử một cái thứ hai nhé, các bạn nhìn nhé. Đó, chọn cái thứ hai, máy xách tay, mình ghi là xách tay đồng bộ. Xong bây giờ ta xem có mấy upload, xem chúng ta sẽ có mấy sản phẩm. À, xách tay đây, hai cái này được upload lên cái thư mục này, và trên cơ sở database dữ liệu của chúng ta, ta xem ta sẽ refresh cái này em một. Đây các bạn nhìn thấy không, các bạn ghi trước, tôi thử tôi xóa đi thì trong phần này chúng ta đã nhìn thấy là đấy, một cái là lưu tên đường dẫn upload xách tay máy một đấy, và nó cũng tương ứng cho chúng ta ở trong thư thư mục, tương ứng với chúng ta trong thư mục. Vậy thì cái việc mà upload hình ảnh và upload file của chúng ta là ngon rồi, bây giờ chúng ta chỉ có làm những cái công việc như là quản lý nó, xóa sửa. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa sửa. Video 8 với 9 thì nó liền nhau. 8 8 với 9 thì các bạn chú ý cái phần phần thêm này nha, chủ yếu nó phần thêm ảnh thôi, còn phần mà thêm chỗ này này get và kết body name thì cái này là giống như ở cái phần đăng nhập thôi, cũng tên người dùng như vậy. Đấy, và chúng ta đã được đến đây rồi, là một cái thành công đúng không các bạn? Bây giờ video tôi sẽ đăng lên để cho các bạn nhớ subscribe cho tôi nhé, đăng ký và like cho tôi.